Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bể trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, được thần Phật thương tình, các tinh cao chiếu, vượt qua khổ ải, tránh được tai ương, cải vận phát tài, đổi đời ngoạn mục. Dân, quý mệnh chủ tuổi Giáp Tý thân mến, cuộc sống là một chặng đường dài vô tận, đầy thử thách và khó khăn. Những người như Giáp Tý có thể cảm thấy lo lắng vì những mệt mỏi, bệnh tật và sự mất mát, khiến bản mệnh không khỏi bất an và lo sợ về tương lai. Tuy nhiên, trong tháng 9 âm năm 2024, nhờ ăn ở hiền lương, đức năng thắng số, tuổi Giáp Tý được thần tài ban cho lộc lớn, bù đắp lại những mất mát phải gánh chịu suốt thời gian qua, những cơ hội vàng sẽ đến với mệnh chủ, giúp bạn tìm thấy hướng đi phát tài và bình an suốt quãng đời còn lại. Cuộc sống của Giáp Tý sẽ trở nên giàu có và may mắn trên nhiều lĩnh vực, công danh sự nghiệp vững vàng, gia đạo bình an, sức khỏe như thần, mọi điều viên mãn. Vậy những cơ hội nào sẽ đến với người tuổi Giáp Tý? Mời các bạn xem video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Những người tuổi Giáp Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán đơn giản. Tuổi Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Tuổi Giáp Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt. Điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi anh ta về bất kỳ lĩnh vực gì, Giáp Tý sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng, sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình. Bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Tuổi Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Giáp Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống vào tình cảm. Họ yêu thương quan tâm,
chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xem tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Giáp Tý âm lịch, cục diện tam hợp thái tuế, báo hiếu tháng mới đầy sự khởi sắc với con giáp này. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa. Ít căng thẳng, công việc được dự báo rất hanh thông, tháng này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tháng này, Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh. Bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng, giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Giáp Tý khá rực rỡ, đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu. Cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp vợ chồng cần chú ý, kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Về tình hình sức khỏe trong tháng 9 năm 2024 âm, tuổi Giáp Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Giáp Tý, thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Giáp Tý nam nữ mạng sinh năm 1984 tháng 9 âm. Bước sang tháng 9 âm lịch, công việc của người tuổi Giáp Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh. Thời điểm này các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng của họ, quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt. Vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhắc nhở con giáp này, chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn đúng mực, làm việc chăm chỉ thì dù có tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Tý nam nữ mạng sinh năm 1984, tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Giáp Tý bước sang tháng 9 âm sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế đều giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải chờ thời cơ thích hợp. Dù vậy phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đều đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ. Ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào,
hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Tháng này bác Bạch tài tinh bay vào hướng chính Tây, đây được coi là phương vị dưỡng tài khí. Tài dưỡng vị này bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh buôn bán thêm thuận lợi, dễ phát tài, phát lộc. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Giáp Tý, nam nữ mạng sinh năm 1984, tháng 9 âm lịch 2024. Người chồng vợ thấu hiểu yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác, tiền bạc không còn là thước đo như trước đây. Người tuổi Giáp Tý nhận ra rằng, khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thực sự là điều đáng quý. Thủy giữ kim vợ chồng tuổi Giáp Tý tháng này đang có nhiều cơ hội bên nhau, hãy lấy thời gian này để hâm nóng lại tình yêu đôi lứa. Các tinh mang theo các khí, có thể sẽ có nhiều tin vui, chuyện mang thai sinh nở cũng dễ dàng hơn. Có thể đặt tượng Quan Âm Tống Tửu trong phòng ngủ để phong thủy dưỡng hơn, giúp chuyện con cái được suôn sẻ. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Tý nam nữ mạng sinh năm 1984, tháng 9 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 9 âm lịch này, và hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân bạn bè, hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí dưỡng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú chuột cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 9 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi gán màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo là những lời cảnh báo của các nhà tiên tri tử vi về vận mệnh của tuổi Giáp Tý, nguy cơ hao tài. Sự độc đoán nóng dội sẽ khiến bạn hao tài tốn của, vì thế con giáp này cần học cách lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, đặc biệt là những người có kinh nghiệm. Bản mệnh cũng cần hết sức cẩn thận việc kết giao trong tháng này, nhất là với những ai chập chững bước vào lĩnh vực nào đó. Nếu kết thân nhầm với kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời lừa lọc, đầu tư không đúng chỗ, tiền tiêu tốn kém, các nhiệm vụ đều tiến hành dở dang, khiến bạn không thể nhận được các khoản tiền thưởng lời lãi như mong muốn, thậm chí bạn còn thụt lùi nếu so với đối thủ và đồng nghiệp xung quanh mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ, chớ hành xử nóng nảy theo cảm xúc nhất thời, kẻo đẩy bản thân vướng vào họa kiện tụng, thì phi phải mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải tốn một số khoản kha khá cho việc sắm sửa, chăm chút mình, cũng như chăm sóc sức khỏe. Vì thế hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không để mình vào cảnh cháy túi. Theo tử vi tháng 9 năm 2024, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Giáp Tý. Nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá dương lên. Xem tử vi tuần 1. Tuổi Giáp Tý trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Giáp Tý thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này, thực thần sẽ mang đến cho bản mệnh những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ, hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân. Từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian nghỉ dịch đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng,
Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân. Bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể. Gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Xem tử vi tuần 2. Người tuổi Giáp Tý trong thời gian này, hung cát đang xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán, nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình, thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi Giáp Tý thực sự chẳng mấy may mắn. Hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt. Kiếp tài làm cho thua lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính. Tránh những rủi ro và đầu tư vào những là lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Giáp Tý đang trải qua một thời gian đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn, để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Quý nhân, Sửu, Thân. Tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, trắng, tám. Xem tử vi tuần 3. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người tuổi Giáp Tý sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng, về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Giáp Tý. Bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ, để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Quý nhân, Thân, Thìn. Tiểu nhân, Mão, Tỵ. Màu sắc may mắn, hồng, tám. Xem tử vi tuần 4. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý cơ bản là tiến trần thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình.
Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Giáp Tý phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chịu ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết dang dở. Quý nhân, Thân, Tuất. Tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận hạn tháng 9 âm của cô bác tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là Nam Mạng, Giáp Tý 1984. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh, rất tốt cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý Nam Mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn Toán Tận. Gặp hạn Toán Tận, Nam Mạng Giáp Tý sinh năm 1984 tiêu xài tiền bạc hợp lý, tránh lãng phí kẻo hao tán nhiều. Trong năm đề phòng ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Tý Nam Mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, Nam Mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn Toán Tận năm 2024. Toán Tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùng hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ tác động tiêu cực do hạn tuổi, sao chiếu mệnh gây ra, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh,
tuổi Giáp Tý 1984. Được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, đeo mặt bạc Phật bản mệnh bên người, có thể có công việc suôn sẻ, tiền bạc dư giả, cuộc sống bình an hạnh phúc. Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Tiếp theo là nữ mạng Giáp Tý sinh năm 1984. Theo sao chiếu mệnh, sao thổ tú. Thổ tú là hung tinh gây ra sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra kiện tụng pháp luật, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn Quỳnh Tuyền dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi gặp khó, dễ xảy ra thất bại, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Tý nữ mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, nữ mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc quá giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc quá giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ tác động tiêu cực do hạn tuổi, sao chiếu mệnh gây ra, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh. Tuổi Giáp Tý 1984 được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, đeo mặt Phật bản mệnh bên người, để công việc suôn sẻ, tiền tài dư giả, cuộc sống bình an hạnh phúc. Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành quả, vì quả sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường tử vi đi luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 2 âm lịch là những người tự tin từ nhỏ, họ không phàn nàn quá nhiều về cuộc sống của mình. Người sinh tháng âm lịch này sẽ luôn hành xử cẩn thận và nghiêm túc, không khiến người khác phải hiểu lầm về mình. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng này không có việc gì cần lo lắng, vì hầu như họ có mọi thứ. Sau khi trưởng thành, những người này có thể trở thành những người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó. Họ không cần phải nỗ lực vượt khó, mà luôn thuận lợi leo lên đỉnh ở nơi làm việc. Sức quyến rũ của họ cũng rất mạnh mẽ, nhờ đó con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng 2 âm lịch không cần chủ động tấn công khi theo đuổi người khác giới,
Họ thường được người khác theo đuổi khi đã nắm phúc trong tay, biết cách để chăm lo cho mình và người yêu một cuộc sống thịnh vượng. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng 9 âm lịch. Xem ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 9 âm lịch là người ít nói, trầm tính nhưng thông minh từ nhỏ. Tuy họ không nói nhiều nhưng khi cần thì tài diễn đạt cũng không tồi. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng âm lịch này có thể sắp xếp công việc một cách trật tự, thỏa đáng để không xảy ra biến cố gì. Ở nơi làm việc họ không thích quá nổi bật, quá đề cao năng lực của mình với mọi người xung quanh. Tuy nhiên người sinh tháng âm lịch này có thể chứng minh khả năng của những hành động thiết thực, quản lý mọi thứ một cách ngăn nắp. Điều này cũng được áp dụng khi họ theo đuổi người nào đó để bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng 9 âm lịch rất ít khi thua người khác. Họ thành công đạt được mục tiêu cuộc đời của mình, có tài năng nổi bật và tương lai thịnh vượng. Họ là người có khả năng kiếm tiền và biết dung dáng cho hạnh phúc. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng 11 âm lịch. Bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 11 âm lịch luôn được bao bọc bởi vận may. Họ cũng khá thông minh, luôn chiêm nghiệm để nắm vững các quy tắc trong cuộc sống, để tìm cho mình cách phát triển và vị trí ổn định. Kinh nghiệm sống luôn dành cho con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng âm lịch này những bài học quý báu, giúp họ có thêm kinh nghiệm và tìm được cách ứng phó với các khó khăn thử thách. Người tuổi Giáp Tý sinh tháng 11 âm lịch tuy là người thấp bé nhưng rất thông minh. Họ luôn tránh được những cuộc tranh chấp không đáng có và đạt được những vận may để kinh doanh hiệu quả, kiếm tiền ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh tháng âm lịch này có khả năng giàu có trước tuổi 40, đường tình duyên khá viên mãn, khiến mọi người xung quanh không khỏi suýt xoa ghen tị. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tưới cây cần tưới vào dễ, kết giao người phải xét chân tâm. Người ai vua nịnh nọt khi bản năng quan trường rộng mở, vì chỉ là bản đồ qua đường. Còn người ở lại lúc bạn nghèo túng khốn khó mới thực sự là người có thể chung hoạn nạn, mới đáng kể để kết giao lâu dài. Tình bạn là như thế, tình yêu cũng như thế. Chuyện tình cảm trên thế gian này đều phải đợi thời gian giúp bạn sàng lọc ra ai mới là người đối với bạn thật lòng thật dạ. Trong quyển sách Bản Chất Của Cô Độc có một câu nói: người không yêu ta thì tình yêu sẽ chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Cả đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng người có thể đi cùng chúng ta hết chặng đường này lại vô cùng ít. Người đối tốt với bạn không cần dùng những lời hoa mỹ để nói cho bạn biết, mà sẽ dùng hành động để thể hiện lòng mình. Nguyện cho tất cả những người cho đi chân tình sẽ nhận lại được chân tình. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.